Hello anh em, hôm nay mình sẽ đi một cái công viên gì em? Victory Creek Park. Victory Creek Park. Mình sẽ xem thử coi trong này nó như thế nào ha. Giờ dạo này khi mà mình qua Mỹ, mình thấy những cái người Mỹ thì họ thích đi hiking, như đi leo núi, đi khám phá đồ này nọ. Thì những cái công viên này nó rất là nhiều ha, tại vì do là cái bang của mình ở á, nó sẽ có rất nhiều cây cối và họ giữ được bảo tồn được những cái thiên nhiên rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ đi Sure. thử cái này coi nó là Ngoài sao. đó. Như anh em đã biết ha, thì trước là video lần trước là mình cũng được hai bé Tram Hạnh dắt đi chỗ cái núi kia. Hôm nay mình cũng muốn đi kiếm lá đỏ ha, nhưng mà mình nghĩ chắc sau cái trận bão hôm bữa là lá nó rụng hết rồi, chỉ còn leo que vài cọng thôi, lá đây bắt đầu rụng hết rồi, sắp sửa vô mùa đông rồi. Wow. Khá là tùm ha, nên mình nghĩ là chỗ này thì đi đi khám phá, đi đi hiking ha. Thường thường những chỗ này là đến cái ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì nó sẽ đông lắm bạn, do mình cũng đi những ngày này nên là nó sẽ đông hơn bình thường. Và những gia đình nào mà có con nhỏ thì thường ở Mỹ là họ sẽ cuối tuần là họ sẽ dành ra ngày hôm nay để vợ chồng con cái gia đình là đi picnic kiểu vậy, thì đi dập dập mấy xong. Đây mình thấy Dùng cái lá bàn đó hả? lá này nó hơi to đấy. Bên cái mặt luôn. Này nó chôn anh rồi. Giờ mình với Hạnh với Trâm là sẽ đi lên chơi cái con thác. Đây là một trong những cái công viên mà cũng khá là nổi tiếng ở khu Metro Atlanta. Thì mình thấy là cuối tuần rất là đông ha. Giờ tụi mình sẽ đi ra cái bãi giữ xe kia, đi ngược lại cũng khá là xa hả.
phải không? Vâng. Ok, hôm nay đã kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi về nhà. Và mình làm gì tiếp theo? Ok, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đi Victory Creek Park. Nghe ghê không? Anh em không còn đọc kiểu in lịch for today nữa. Tiếng Anh của anh. Ồ. Oh.